trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group, phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Cảm ơn quý vị vẫn như màn truyền hình Lê Đức Sài Gòn TV theo dõi phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với Vy Anh và Đỗ Tân Khoa. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin Hoa Kỳ. Tòa án tối cao muốn hủy bỏ phán quyết về quyền phá thai. Một ngôi hồ bị cạn nước và tìm thấy thi thể của người chết từ hàng chục năm. Một người mẹ gốc Việt bắn chết hai con nhỏ. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết, mở đầu với VN. Xin cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, Tòa án tối cao đã bỏ phiếu bãi bỏ quyết định Roe kiện Wade mang tính bước ngoặt và theo ý kiến đa số dự thảo ban đầu do thẩm phán Samuel Alito đã viết, được lưu hành bên trong tòa án và được bản tin Politico thu được. Dự thảo ý kiến là một sự bác bỏ hoàn toàn, không khoan nhượng đối với quyết định năm 1973 nhằm bảo đảm quyền phá thai và quyết định năm 1992 tiếp theo, Planned Parenthood kiện Casey, phần lớn duy trì quyền phá thai. Nhưng theo ý kiến của thẩm phán Samuel Alito, thì phán quyết về Roe đã sai lầm nghiêm trọng ngay từ đầu. Trong tài liệu thì được biết đến là một ý kiến của tòa án, thẩm phán Alito viết rằng đã đến lúc phải lưu ý đến hiến pháp và trả lại vấn đề phá thai cho các vị dân cử. Các cuộc thảo luận về vấn đề gây tranh cãi đã diễn ra trong quá khứ. Các thẩm phán đôi khi có thể thay đổi phiếu bầu của họ chỉ vài ngày trước khi một quyết định được công bố. Quyết định của tòa án sẽ không phải là cuối cùng cho đến khi được công bố, có thể là trong 2 tháng tới. Tác động tức thời của quyết định được dự thảo vào tháng 2 sẽ chấm dứt việc đảm bảo quyền phá thai của phụ nữ Hoa Kỳ để kéo dài nửa thế kỷ và cho phép mỗi bang quyết định hạn chế hoặc là cấm phá thai. Trong lịch sử của tòa án tối cao, chưa từng có bất kỳ một dự thảo quyết định nào lại bị tiết lộ công khai trong khi vụ án vẫn đang chờ phán quyết. Một bản tin cho hay một thi thể của ai đó đã được tìm thấy trong một cái thùng nằm ở dưới Lake Mead vào hôm Chủ nhật. Có thể là đã dưới nước lâu tới 4 thập kỷ và nhiều thi thể có thể khả năng xuất hiện khi hồ rút đi do hạn hán nghiêm trọng, theo lời cảnh sát ở Las Vegas. Cảnh sát nghi ngờ là nạn nhân bị giết vào những năm 1980 vì các vật dụng cá nhân ở trong thùng. Mở bức ảnh cho thấy một bộ xương còn lại trong thùng bị mắc kẹt ở trong bùn. Những người đi thuyền đã nhìn thấy thi thể vào khoảng 3 giờ chiều Chủ nhật. Theo nhân chứng, có người tiến gần đến chiếc thùng vì tò mò và sau đó nghe thấy tiếng thét của một phụ nữ. Những người khác chạy đến xem đã xác nhận nhìn thấy bộ xương ở bên trong cái thùng này. Cảnh sát tin rằng chiếc thùng hoàn toàn nguyên vẹn khi nó được thả xuống hồ. Khu vực có người chết nằm gần nơi thuyền được thả xuống gọi là Hemingway Harbor. Và các nhóm công binh đã phải mở rộng đoạn đường dốc hàng trăm thước trong nhiều thập kỷ qua để đưa đến gần mặt nước hơn. Vào những năm 1980, bãi biển bây giờ là bãi biển có độ sâu vài chục mét dưới nước. Và hạn hán nghiêm trọng đang diễn ra đang dẫn đến những khám phá khác ở trong hồ. Vào tuần trước, người ta nhìn thấy đỉnh của một đường ống lấy nước ở trên mặt nước khi mực nước của hồ đã tiếp tục giảm xuống. Và thưa quý vị, một người phụ nữ gốc Việt ở Pennsylvania đã bị cáo buộc đã bắn vào đầu hai đứa con trai tại nhà vào sáng ngày thứ hai trước khi cô ta đã bắn hàng xóm rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Công tố viên của quận Bucks, Matt Weintraub, cho biết hung thủ tên là Trinh Nguyễn, 38 tuổi, đã bị bắt vài giờ sau đó tại một bãi đậu xe của nhà thờ mà trước đó bà muốn tự tử. Cảnh sát đã được gọi đến nhà của bà ở thị trấn Upper Makerfield, Pennsylvania vào khoảng 7 giờ sáng khi có người báo là họ nhìn thấy vũ khí. Một người hàng xóm 22 tuổi đã nói với cảnh sát rằng bà Nguyễn đến gần và yêu cầu anh đưa một hộp ảnh cho chồng cũ của bà. Sau đó bà nhắm vào mắt của anh và định bắn hai phát nhưng súng không nổ. Người hàng xóm tước vũ khí của bà Nguyễn, sau đó bà nhảy lên xe van Toyota Sienna màu trắng và bỏ trốn. Một trong những cảnh sát sau đó vào nhà với một người hàng xóm và tìm thấy hai con trai của bà 13 và 9 tuổi trên giường
cùng với những vết thương do súng bắn vào đầu. Cả hai không sống sót và thi thể sẽ được hiến tặng. Bà Nguyễn hiện đang phải đối mặt với 3 tội danh cố ý giết người và 1 tội danh tàn trữ súng gây án. Một khi các con trai của bà được tuyên bố là đã chết, 2 trong số các tội danh đó sẽ được nâng lên thành tội giết người. Bà Nguyễn được tìm thấy trong bãi đậu xe của nhà thờ Giám lý Thống nhất ở khu vực Washington Crossing vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng, cách nhà của bà khoảng 3 dặm. Công tố viên cho biết bà có thể đã uống rượu hoặc là ma túy và đã cố gắng tự tử nhưng không thành. Bà Nguyễn sẽ bị đuổi khỏi nhà vào ngày hôm nay vì nhiều tháng qua không trả tiền thuê nhà. Và công ty Disney phải bồi thường 100.000 vì rệp cắn. Công ty Disney đã đồng ý trả cho một người phụ nữ 100.000 Mỹ Kim bồi thường sau khi bà cáo buộc đã bị rệp cắn nhiều lần ở khách sạn Disney. Bà Ivy Eldridge cho biết là từng ở khách sạn này vào tháng 4 năm 2018 với gia đình thì bị rệp cắn và bà tin rằng đến từ khách sạn này. Theo đơn kiện, bà bị căng thẳng tinh thần và lo lắng do những vết cắn gây phát ban nghiêm trọng ở trên cơ thể và khiến cho bà phải hủy bỏ quần áo và các vật dụng cá nhân khác. Vụ kiện cáo buộc Disney đã không duy trì được các phòng khách sạn ở trong tình trạng tốt và an toàn. Công ty Disney nói với tờ Los Angeles Times rằng thỏa thuận đã đạt được với nỗ lực tránh chi phí kiện tụng. Disney cũng cho biết công ty đã nỗ lực hết sức để mà bảo đảm môi trường khách sạn của họ an toàn và không có côn trùng xâm nhập. Brian Vegas là một luật sư ở thành phố Encino, chuyên về các vụ việc liên quan đến rệp, đã đại diện cho Eldridge. Ông cho biết rệp không phân biệt đối xử và có thể được tìm thấy ở bất kỳ khách sạn chất lượng nào trên toàn cầu. Vụ kiện đã được nộp lên tòa thượng thẩm quận Los Angeles và dự trù sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8 tháng 4, nhưng đã được giải quyết trước ngày đó vào tháng 3. Ôi cha, sao hình như thấy cũng ngưng ngưng nói tới rệp. vậy là anh muốn kiện ai? Chắc kiện người ngồi bên cạnh. Tôi phải tùy nơi chứ phải không? Dạ. Nắm người có cá tóc chứ ai nắm trọc đầu bao giờ. Nhưng mà cái rệp này nhớ ở Việt Nam có nhiều nhà nhiều lắm. Dạ. Đặc biệt là một cái kinh nghiệm là hồi nhỏ tới nhà một người bạn chơi đó là chơi trên giường, mà cái giường đó là giường gỗ chứ không phải là nệm đâu, mà sao mình thấy nó ngứa ngứa, lật chiếc chiếu lên kêu bằng hả, nó chảy lúc chút ở dưới với cái giường á. Dạ. Trời ơi, kinh hoàng luôn. Bây giờ mình nhìn thấy con rệp chắc. Dạ, em không thể hình dung được con rệp như thế nào. Con rệp á hả, nó nhỏ nhỏ chút xíu như vậy nè. Ok, và thôi đừng nhắc tới. Giống như con chí không ạ? Ủa, con chí là nhỏ lắm. Con chí là nhỏ lắm, còn con rệp nó bự. Con rệp nó bự khoảng chút xíu đầu con út mình vậy nè. Dạ. Mà nó đặc biệt là nốt lúc mà nó hút máu mình á thì nó to lên hơn nữa. Hôi. Dạ. Mà nó rất là hôi. Nếu mà giết nó thì nó rất, cái mùi rệp nó rất là hôi. Nghe sợ quá. Và thưa quý vị, California giảm thiểu dân số 2 năm liên tiếp. Tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ đang bị thu hẹp lại. Và hôm thứ Hai thì viên chức của tiểu bang California cho biết dân số lại giảm vào năm 2021 và là năm thứ Hai liên tiếp. Và kết quả của việc giảm sinh đẻ và nhập cư cùng với sự gia tăng số người chết và người rời khỏi tiểu bang và góp vào tình trạng chung về dân số giảm của tiểu bang. Hiện nay thì California đang có 39.185.605 cư dân và California vẫn là tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ, vượt xa vị trí thứ hai đó là Texas với 29.5 triệu cư dân. Nhưng sau nhiều năm thì tăng trưởng mạnh mẽ đã đưa California đến gần một cột mốc 40 triệu người một cách đáng kinh ngạc, và dân số của Cali hiện gần trở lại như trước vào năm 2016 sau khi giảm 117.552 trong năm nay, và tăng trưởng dân số của California sẽ chậm lại ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, khi các thế hệ trẻ sinh ít con hơn và nhiều người chuyển đến các tiểu bang khác. Nhưng mà tốc độ tăng trưởng tự nhiên của bang, số ca sinh nhiều hơn, số ca tử vong và lượng người nhập cư quốc tế mạnh mẽ vẫn đủ để bù đắp những mất mát đó. Và cho đến năm 2020, khi đại dịch giết chết hàng chục ngàn người, cao hơn những gì dự kiến từ các nguyên nhân tự nhiên. Ngoài ra thì lượng nhập cư quốc tế giảm mạnh vì các hạn chế đi lại và thị thực hạn chế từ chính phủ liên bang. Ước tính mới được Bộ Tài chính California công bố vào ngày thứ Hai cho thấy xu hướng này vẫn tiếp tục trong năm 2021, mặc dù mức giảm ít hơn so với năm 2020. Và quý khán giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ, sau đây là bản tường trình đặc biệt
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã bị phe công tố Ukraine cáo buộc tội ác chiến tranh. Đồng thời, người dân ở thủ đô Kiev tham dự lễ an táng cho nữ phóng viên Ukraine bị trúng bom của Nga. Hoàng Trọng Thụy gửi đến quý khán giả bản tường trình đặc biệt sau đây. Công tố trưởng của Ukraine hôm nay đã cáo buộc Nga sử dụng việc cưỡng hiếp như một chiến thuật chiến tranh và mô tả Tổng thống Nga Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh của thế kỷ 21. Trước đó, Nga đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và bác bỏ cáo buộc rằng lực lượng của họ đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Phía Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận của hãng Reuters về các cáo buộc vừa được phía Ukraine nêu ra, đồng thời bác bỏ những gợi ý trước đó rằng Tổng thống Putin của Nga là một tên tội phạm chiến tranh. Đến thăm thành phố Irpin bị tàn phá gần thủ đô Kyiv, bà công tố trưởng của Ukraine Irina Venedotova cho biết Ukraine đang thu thập thông tin về các cáo buộc cưỡng hiếp, tra tấn và các tội ác chiến tranh bị nghi ngờ khác của lực lượng Nga. Các cáo buộc bao gồm hãm hiếp phụ nữ, đàn ông, trẻ em và một phụ nữ cao niên. Khi được hỏi liệu cưỡng hiếp có phải là một chiến lược cố ý của Nga trong chiến tranh hay không, bà khẳng định, chắc chắn đó thực sự là một chiến lược. Theo bà, tất nhiên điều này là để khiến người dân sợ hãi, họ phải bị làm mọi thứ để buộc Ukraine đầu hàng. Mặc dù vậy, bà Venediktova đã không cung cấp chi tiết cụ thể về cáo buộc hãm hiếp, cho rằng một số nạn nhân vẫn còn ở Ukraine và họ ngại lên tiếng vì sợ lực lượng Nga có thể quay trở lại để trù dập họ. Bà công tố trưởng nói rằng Putin phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy đến cho Ukraine với tư cách là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Nga. Bà nói, Putin là tội phạm chiến tranh chính của thế kỷ 21, khi nhắc lại các cuộc can thiệp quân sự của Nga vào nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Georgia, vùng Chechnya của Nga, Syria và Ukraine năm 2014. Bà nói, nếu chúng ta nói về tội ác xâm lược, chúng ta đều biết ai đã bắt đầu cuộc chiến này, và người này chính là Vladimir Putin. Коли ми маємо розуміння, що ми зробили всі необхідні процесуальні слідчі дії. Phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov hồi tháng 3 đã bác bỏ bình luận được Nga xem là không thể tha thứ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong đó, ông Biden nói Putin là tội phạm chiến tranh. Cũng vào ngày hôm nay tại thủ đô Kyiv, những đồng nghiệp và người thân đã tập trung tại một nhà thờ ở thủ đô để bày tỏ lòng kính trọng đối với bà Vera Herik, nhà sản xuất cho đài phát thanh tự do đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga. Thi thể của bà Herik được vớt lên từ đống đổ nát của tòa nhà dân cư mà bà sinh sống chỉ được một ngày sau khi hai vụ pháo kích xảy ra tại thủ đô hôm 28 tháng 4 qua. Những người đưa tang cầm nến và nghe các bài thánh ca tại nhà thờ chính thống giáo Thánh Michael ở Kyiv trước khi bà Herik được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đài phát thanh tự do Radio Liberty cho biết, phóng viên Herik đã làm việc tại văn phòng Kyiv từ tháng 2 năm 2018 và là một trong số nhiều phóng viên đã tử vong trong lúc thi hành nhiệm vụ tường thuật về chiến tranh Ukraine. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Lưu Đồ Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, phần tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thụy cũng đã khép lại phần tin tức tổng hợp của chiều của đài Lý Đô Sài Gòn TV. Và xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài để đến với phần thời sự trong tuần cùng với Đỗ Tân Khoa. Thank you.